Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của Seven News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cậu bé 6 tuổi giữ vững chiếc thang bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ vững chiếc thang bị gãy, cứu bố mình khỏi bị ngã ở Trung Quốc. Đoạn video do camera giám sát quay lại tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 27 tháng 6 cho thấy một chiếc thang đột nhiên bị gãy khi một người đàn ông cố trèo xuống. Con của người đàn ông đã giữ chặt chiếc thang bị hỏng, dùng chân ngăn không cho nó trượt. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn cho bố mình. Có thể thấy dù còn nhỏ tuổi, cậu bé vẫn giữ vững, không chịu buông tay cho đến khi người bố xuống đất an toàn. diễn biến mới vụ nữ phó tránh văn phòng sở đi nhà nghỉ với chồng người khác. Liên quan đến vụ nữ phó tránh văn phòng sử nhiều lần đi nhà nghỉ với chồng người khác, ngày 28 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này đã trả lời đề nghị của bà L, vợ ông T, phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang, việc thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo bà D, phó tránh văn phòng, sở tài nguyên và môi trường Hậu Giang. Bà D là người bị tố nhiều lần, cùng với ông T vào nhà nghỉ, có cử chỉ thân mật. Trước đó vào ngày 8 tháng 6, bà L gửi đơn đề nghị khai trừ ra khỏi đảng đối với bà D vì cho rằng sự việc xảy ra ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Sau khi xem xét, Ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đánh giá hành vi của bà D đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đảng ủy sở tài nguyên và môi trường đã thực hiện quy trình xử lý vi phạm đối với bà d theo thẩm quyền căn cứ nội dung tính chất hậu quả nguyên nhân vi phạm các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã biểu quyết xử lý kỷ luật bà d bằng hình thức cảnh cáo theo quy định văn bản của ủy ban kiểm tra nêu rõ liên quan tới phản hồi trên bà l khẳng định không đồng tình với trả lời của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hậu giang và cho rằng hình thức kỷ luật này không tương xứng với hành vi bà d gây ra Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn để yêu cầu giải quyết vụ việc này, bà L nói. Xem xét đặc cách cho thí sinh bị lỡ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vì sinh con. Ngày 28 tháng 6, trao đổi về việc một nữ sinh ngụ xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do mới sinh con, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa sẽ lập hồ sơ báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa để xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh này. Trước đó, như đã thông tin, trong buổi thi đầu tiên vào sáng ngày 28 tháng 6, một nữ thí sinh ngụ tại xã Yên Thắng đã không có mặt tại điểm thi, trường trung học phổ thông Lang Chánh, huyện Lang Chánh. Nguyên nhân nữ sinh này vắng mặt không thể tham dự kỳ thi do mới sinh con và đang được chăm sóc sau sinh tại bệnh viện. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng cũng cho biết, ít ngày trước nữ sinh này đã tổ chức đám cưới và do mới sinh con nên không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Người đàn ông tử vong trong đêm ở Thủ Đức, thi thể không còn nguyên vẹn. Đến rạng sáng ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong trạng thái, thi thể không còn nguyên vẹn. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hát, 44 tuổi, quê Đồng Nai, nạn nhân sống và làm việc tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 6, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 43 hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu tỉnh lộ 43. Khi vừa qua cầu vượt Gò Dưa khoảng 200 mét thuộc phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức, thì phát hiện ông Hát nằm tử vong giữa đường. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, phần đầu nghi bị bánh xe của xe ô tô cán qua. Bên cạnh thi thể là chiếc xe máy hiệu Airblade bị ngã sát lề bên phải, không bị hư hỏng, chỉ bị chảy sức nhẹ, chiếc nón bảo hiểm cũng có dấu hiệu bị cán nát. Người dân khu vực này cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe một tiếng động, khi chạy ra thì đã thấy ông Hát tử vong bên cạnh xe máy. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương trích xuất camera khu vực, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Cây đổ, trụ điện gãy đôi trong cơn mưa rông ở Bình Dương Đến 22 giờ ngày 28 tháng 6, lực lượng dân quân phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng nhân viên điện lực khắc phục sự cố trụ điện gãy đôi, cây xanh bị đổ ngang đường DX27 do ảnh hưởng của cơn mưa chiều cùng ngày. Theo đó, chiều tối cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn Bình Dương có mưa lớn, trong đó thành phố Thủ Dầu Một cũng xảy ra mưa to ở một số khu vực. Do mưa to kèm gió lớn trên địa bàn phường Phú Mỹ đã khiến trụ điện bị gãy đôi, cây xanh cỡ lớn bị bật gốc đổ chắn ngang đường DX27. Thời điểm xảy ra sự cố, không có người đi đường nên may mắn không có thương vong. Ghi nhận tại hiện trường, cây xanh đổ đè lên dây điện, trụ điện bị gãy đôi, Nhận tin báo, lực lượng dân quân phường Phú Mỹ đã có mặt để tỉa cây xanh di chuyển khỏi khu vực. Nhân viên điện lực thành phố cũng đến hiện trường khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó tối ngày 22 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập đến yên xe. Tại đường Thích Quảng Đức, thành phố Thủ dầu Một, người dân nơi đây nhận định rằng chưa từng có năm nào mưa dẫn đến ngập nặng như năm nay. Trích xuất camera điều tra vụ 4 bố con tử vong ở Lâm Đồng. Chiều 28 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 bố con tử vong tại nhà ở xã Nờ Thôn Hạ. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Trước đó, chiều 27 tháng 6, chị T, 33 tuổi, trở về nhà ở xã Nờ Thôn Hạ thì thấy cửa phòng ngủ của vợ chồng khóa trái. Nghi có chuyện chẳng lành, chị T nhờ người phá khóa. Lúc cửa mở ra, người vợ hốt hoảng phát hiện chồng cùng ba con tử vong. Người chồng là anh C, 32 tuổi, ba đứa trẻ có tuổi lần lượt là 4, 6, 8 tuổi. Trong đó hai cháu là con ruột của anh C và chị T, cháu còn lại là con riêng của chị T với chồng trước đã ly hôn. Sau đó, lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan. Công an phát hiện trong nhà của chị T có lắp camera để theo dõi việc học hành, sinh hoạt của các con nên trích xuất camera phục vụ điều tra. Theo hình ảnh camera, trong thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 27 tháng 6, ba đứa trẻ vui chơi, chạy nhảy ở nhà, nhưng sau đó thì không ghi nhận thêm hình ảnh. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, sự việc bốn người tử vong diễn ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày trong phòng ngủ. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đi du lịch biển, hai cô gái gặp kiếp nạn thứ 82 và cái kết trời thương Mới đây, một tình huống dở khóc cho một cuộc đi chơi hè bất ổn của cô gái đã khiến cho dân tình phải than, đen thôi, đỏ quên đi. Theo đó, cô gái quyết định đi du lịch để trốn khỏi cuộc sống xô bồ và căng thẳng hàng ngày. Thế nhưng vì đi không xem ngày hay thế nào mà tình huống trớ treo lại liên tục ập đến từ những gì quay lại cho thấy cô gái đang đi chiêm ngưỡng cảnh biển cùng cô bạn trên con xe máy nhưng khi đang đi dọc đường biển thì đột nhiên một cơn sóng khổng lồ vụt tới và đánh bay mất kính của cô gái không những thế khi cô gái ngã xe xong thì chiếc gương cận cũng bị sóng để đi mất đặt mục tiêu là đi du lịch để xả stress hay là để thêm stress thì không biết nữa đi du lịch đã tốn tiền mà còn mất của nữa thì nỗi đau này chắc không ai thấu đâu một số bình luận được dân tình để lại Đi dạo biển sương sương mà ai ngờ trời thương cho tắm luôn rồi mới về. Đủ combo dịch vụ rửa xe, kim tắm gội tại chỗ, thích thế còn gì. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng người đúng thời điểm luôn, quá đẳng cấp. Cả nước xảy ra 68 vụ tai nạn đường sắt. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR, 5 tháng đầu năm 2023 xảy ra 68 vụ tai nạn đường sắt, trong đó 31 vụ xảy ra tại lối đi tự mở chiếm tỷ lệ 46%, 27 vụ xảy ra dọc đường sắt chiếm tỷ lệ 40%, 10 vụ tại đường ngang cảnh báo tự động 15%. Theo VNR, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn đường sắt vẫn do ý thức của người tham gia giao thông. Mặc dù thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh nhiều, vì thế giải pháp hữu hiệu là đầu tư các công trình hạ tầng nhằm ngăn ngừa người, phương tiện vượt ẩu đi lại trên đường sắt. Tại đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 297 đường ngang, hiện đang là các lối đi tự mở. Việc xây dựng đường ngang mới, nâng cấp, cải tạo lắp đặt thiết bị thành đường ngang cảnh báo tự động hoặc đường ngang có người gác, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương kế hoạch trung hạn 2021-2025 thực tế cho thấy giải pháp bền vững giảm tai nạn giao thông đường sắt là phải cương quyết chấm dứt việc để phát sinh đường ngang trái phép đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa phương có liên quan nếu để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như ban an toàn giao thông địa phương cục đường sắt và tổng công ty đường sắt việt nam để có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cho người dân Nga lên tiếng vụ Ukraine tố tên lửa Nga bắn vào nhà hàng và giết 10 người. Hãng tin Reuters ngày 28 tháng 6 đưa tin, Ukraine tố tên lửa Nga đã tấn công một nhà hàng và một ngôi làng ở thành phố Kramatorsk hôm ngày 27 tháng 6. Một tên lửa của Nga đánh trúng nhà hàng ở Kramatorsk trong ngày 27 tháng 6, khiến 9 người thiệt mạng. Trong đó có ít nhất 4 trẻ em và thiếu niên, gồm hai cô bé 14 tuổi, một cô gái 17 tuổi và một cậu bé chưa rõ tuổi. Vụ tấn công cũng làm bị thương 56 người khác. Tính đến chiều 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, số người chết đã lên tới 10. Cảnh sát khu vực cũng cho hay còn ít nhất 67 người bị thương trong vụ việc trên. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải dân sự. Liên bang Nga không tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Bằng cách này hay cách khác, các cuộc tấn công đều nhắm vào đối tượng liên kết với cơ sở quân sự. Reuters dẫn lời ông Peskov. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.